Thực sự thì mình đã mất quá nhiều thời gian và công sức để có thể gắn hai màn hình lên một cái arm như thế này. Vấn đề đầu tiên là phải chọn một cái arm mà khi gắn cả hai cái màn hình lên thì cái bàn của chúng ta có thể kê sát tường, và mình đã quyết định mua loại này với một niềm tin rằng nó ổn. Thứ hai là một cái màn hình của mình không có ngàm bên xa, đau đầu thế nhở. Nhưng mà không sao, mình đã có cách rồi. Quay trở lại với vấn đề đầu tiên là cái arm, thì khi mình gắn hai cái màn hình lên thì cái bàn của mình vẫn không kê sát tường được anh em ạ. Nhưng mà không sao, mình đã có cách, đó là mình sẽ cắt ngắn cái phần khớp nối này, và thế là mình có thể kê cái bàn sát vào tường. Vấn đề thứ hai là màn hình của mình không có ngàm bên xa, nên mình đã phải chế một tấm pad như thế này. Mình sẽ để ảnh chi tiết cho phần bio nhá. Mình không dùng loại kẹp màn hình bởi vì nó xấu quá. Và sau khi chế cháo đủ thứ và gắn cả hai cái màn hình lên thì thành quả của mình sẽ trông như thế này. Về trải nghiệm sử dụng thì chiếc arm này khá là chắc chắn, có thể điều chỉnh và xoay 360 độ tùy ý. Tuy nhiên thì chiếc này không linh hoạt lắm, anh em nào không di chuyển màn hình quá nhiều thì có thể lựa chọn chiếc này nhé.